Hello, mình Phan Ô xin chào tất cả anh em yêu âm thanh mọi người trên toàn quốc. Hôm nay mình xin giới thiệu với Emily Bow đến từ thương hiệu Mỹ, một dòng rất là danh tiếng. Cho nên cái đó thuộc hàng cực kỳ là đẳng cấp rồi. Nói về loa Bow và âm điệu của Bow, giải bass của nó thì là xếp hạng là huyền thoại rồi. Chất âm nó rất là hay, giải bass của nó rất là sâu tròn, một trong những tiếng bass huyền thoại của dòng loa Bow rồi. Con này thì anh em chơi đánh với những dòng loa Bow và những dòng loa châu Âu hoặc là JB thì tuyệt vời. Con này đời cực cao anh em nhé, mặt trắng trông rất là sang trọng quý phái. Một dòng thương hiệu cực kỳ là đẳng cấp để cho anh em chơi. Giá rất hợp lý để cho anh em sở hữu một con Emily Bow này, một thương hiệu danh tiếng này. Hàng bao zin bao đẹp nhá, đẹp xuất sắc, chất lượng còn tầm 94-96% anh em nhá, hàng rất mới. Giờ đây em xin test bài. Bát chép đây nhá, em và bạn chỉnh đây. Không đẹp người cũng dễ coi, đồng thân vui tính tròn ba năm lên, chưa lần có bạn tâm tình. Từ ngày rời áo thu sinh, quan tâm xin liên hệ với Phạm Đô, điện thoại 0956 1496 ra toàn quốc cho anh em. Và sau đây xin chào và hẹn gặp lại các bác cũng như anh em trong chương trình tiếp theo sau.